Xin chào quý phụ huynh và các bạn học sinh thân mến. Cô là Thương Huyền. Cô sẽ đồng hành cùng bố mẹ và các con trong chuỗi video dạy học tiếng Việt lớp 2 bộ sách Cánh Diều. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau học bài 1 Cuộc sống quanh em. Cô mời các con giở sách giáo khoa trang 5 hoặc hướng lên màn hình. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc yêu cầu của phần chia sẻ. Quan sát và cho biết. 1. Đây là những ai, những vật gì, con gì? 2. Mỗi người trong tranh làm việc gì? 3. Mỗi vật, mỗi con vật trong tranh có ích gì? Để hiểu hơn về nội dung câu hỏi này thì các con hãy ấn dừng, tạm dừng video lại để đọc lại câu hỏi một lần nữa nhé. Khi nào đọc xong thì chúng mình lại ấn tiếp tục video. Các con đã đọc xong câu hỏi chưa nhỉ? Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau kiểm tra lại nội dung câu hỏi nhé. Câu 1. Đây là những ai, những vật gì, con gì? Trong câu 1 này chúng mình thấy có từ ai. Vậy từ ai trong câu hỏi có nghĩa là gì các con? Các con có biết không nhỉ? Từ ai ở trong câu hỏi có nghĩa là từ chỉ người đấy các con ạ. Tiếp theo, vật. Theo các con, vật có nghĩa là gì? Vật là những thứ mà chúng mình có thể nhìn thấy và ở xung quanh chúng mình, và nó thì không có giác quan như là con người và con vật đâu các con ạ. Tiếp theo là từ con thì sao? Từ này rất là dễ đúng không nhỉ? Chắc hẳn là ai cũng biết rồi. Con ở đây là từ chỉ con vật. Đúng rồi, các con trả lời rất chính xác. Vậy yêu cầu của cô câu 1 ở đây là tìm người này, tìm vật và con vật ở trong bức tranh. Để các con trả lời không bị sót ý thì chúng mình sẽ quan sát bức tranh và kể tên lần lượt từ bên trái sang bên phải, từ phía xa đến gần các con nhé. Đầu tiên thì chúng mình hãy tìm trong bức tranh xem ở trong bức tranh này có những ai. Nào, chúng mình đã phát hiện ra chưa nhỉ? Đúng rồi, ở đồng lúa này thì có người nông dân, rất là chính xác. Rồi ở trên con đường thì có ai? Ở trên con đường thì có các bạn học sinh. Còn ở khu đất này thì sao? Khu đất này có người thợ xây, đúng rồi. Vậy là trong bức tranh chúng mình thấy là có người nông dân này, học sinh này và người thợ xây. Tiếp theo các con hãy tìm cho cô những vật ở trong bức tranh này nào. Các con đã tìm ra chưa? Cô trò chúng mình cùng tìm lại nhé. Ở trong bức tranh này chúng mình nhìn thấy ở đây có cây gì đây các con? Cây chuối đấy các con ạ. Cây chuối, cây dừa. Gì đây nữa các con nhỉ? Đúng rồi, đây là xe taxi. Còn phía xa xa là gì đây? Đúng rồi, đây là ngôi trường. Ở bên đường thì chúng mình thấy có đúng rồi, đèn đường. Và ở gần chúng ta nhất là chúng mình thấy có bông gì đấy? Bông hoa gì các con nhỉ? Đây là chính là bông hoa cúc đấy các con ạ. Vậy là trong bài này chúng mình thấy ở trong bức tranh có cây chuối, cây dừa, xe taxi, ngôi trường, đèn đường và hoa cúc. Chúng mình tìm tiếp những con vật ở trong bức tranh này nhé. Nào, chắc chắn là các con tìm được rồi đúng không? Đó chính là con trâu và con mèo. Đúng rồi, các con trả lời rất tốt đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng tiếp tục chuyển sang câu hỏi số 2.
Mỗi người trong tranh làm việc gì? Vừa rồi ở câu 1 thì chúng mình đã biết là ở trong bức tranh này có những ai rồi đúng không? Vậy thì mỗi người sẽ làm những công việc gì? Chúng mình hãy cùng quan sát lại bức tranh và trả lời nhé. Đầu tiên là người nông dân đang làm gì đây các con? À, những người nông dân thì đang gặt lúa chín. Và có một cô thì đang ôm bó lúa, đúng nào? Tiếp theo, bạn học sinh. Bạn học sinh thì đang làm gì đây các con? Đúng rồi, bạn học sinh thì đang tới trường. Và người thợ xây. Người thợ xây thì đang làm gì đây? Người thợ xây đang xây bức tường đúng không? Các con trả lời rất là chính xác. Chúng mình chuyển tiếp sang câu 3 nhé. Câu 3, mỗi vật, mỗi con vật trong tranh có ích gì? À, để trả lời được câu hỏi này thì chúng mình hãy nhớ lại là ở câu 1 chúng mình đã kể tên các vật và con vật rồi đúng không? Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về lợi ích của các vật và các con vật ở trong bức tranh này nhé. Đầu tiên là gì các con? Đầu tiên là gì nhỉ? À, đầu tiên đấy chính là cây chuối. Theo các con thì cây chuối có lợi ích gì? Cây chuối thì sẽ cho quả đúng không? Và cây chuối cho quả gì nhỉ? À, đúng rồi, cây chuối thì sẽ cho quả chuối rất là thơm ngon. Còn cây dừa thì sao? Cây dừa cũng là một cây ăn quả và nó thì cũng cho quả. Đó chính là quả dừa rất là ngọt. Gần đây có xe taxi. Xe taxi có ích gì các con? À, xe taxi là phương tiện giao thông để chở hành khách. Ngôi trường tiểu học. Ngôi trường tiểu học chính là nơi để các bạn học sinh học tập dưới sự hướng dẫn của các thầy cô. Còn đèn đường thì sao các con nhỉ? Lợi ích của cây đèn đường là để làm gì? À, đúng rồi, đèn đường là dùng để chiếu sáng cho con đường, để cho các phương tiện giao thông đi lại thuận tiện hơn. Tiếp theo là bông hoa cúc. Theo các con thì bông hoa cúc có lợi ích gì? Bông hoa cúc là để tô điểm cho cuộc sống thêm tươi đẹp đấy các con ạ. Tiếp theo, con trâu. Con trâu có lợi ích gì các con? Đúng rồi, chúng mình thấy con trâu này rất là thân thuộc đúng không? Con trâu thì để kéo cày, là bạn của nhà nông. Và cuối cùng là con mèo. Con mèo rất là đáng yêu và nó được nuôi ở trong nhà để làm gì nhỉ? À, đúng rồi, rất là chính xác. Con mèo được nuôi để bắt chuột. Vậy là vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu nội dung của bức tranh này rồi. Chúng mình thấy là cuộc sống xung quanh chúng mình thì rất là sinh động đúng không? Mọi vật và mọi người đều làm việc. Và mọi người, mọi vật thì đều làm việc có ích. Vậy theo các con thì làm việc có vui không? Để hiểu rõ hơn về câu trả lời thì chúng mình hãy cùng nhau vào bài tập đọc ngày hôm nay nhé. Cô mời các con dở sách giáo khoa trang 6 hoặc hướng lên màn hình. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu bài đọc 1. Và các con hãy đọc nhẩm theo cô nhé. Làm việc thật là vui. Quanh ta mọi vật, mọi người đều làm việc. Cái đồng hồ tích tắc, báo phút, báo giờ. Con gà trống gáy vang, ò ó o, báo cho mọi người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy. Con tu hú kêu, tu hú, tu hú, thế là sắp đến mùa vải chín. Chim bắt sâu, bảo vệ mùa màng, cành đào nở hoa, cho sắc xuân thêm rực rỡ,
ngày xuân thêm tưng bừng. Như mọi vật, mọi người, bé cũng làm việc. Bé làm bài, bé đi học, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ. Bé luôn luôn bận rộn mà lúc nào cũng vui. Theo Tô Hoài. Vậy là các con đã vừa nghe cô đọc mẫu rồi. Bây giờ các con hãy ấn tạm dừng video lại để đọc bài này một lần nhé. Sau khi các con đọc xong thì các con hãy ấn nhấn nút tiếp tục. Nào, các con đã đọc xong chưa nhỉ? Khi đọc bài thì chúng mình thấy có những từ khó nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc những cái từ khó đấy nhé. Chúng mình hướng lên màn hình. Những chữ, những từ mà cô bôi đỏ ở đây chính là những từ khó đọc. Cô trò chúng mình cùng nhau đọc nào. Tích tắc, tích tắc. Bắt sâu, bắt sâu. Nở hoa, nở hoa. Sắc xuân, sắc xuân. Rực rỡ, rực rỡ. Quét nhà, quét nhà. Nhặt rau, nhặt rau. Bận rộn, bận rộn. Bây giờ cô sẽ chỉ vào từng từ và chúng mình tự đọc nhé. Nào, các con đã đọc xong chưa? Nếu bạn nào cảm thấy từ hơi khó thì chúng mình có thể ấn tạm dừng video lại và đọc lại nhé. Còn bây giờ, cô và các con sẽ cùng đi chia đoạn cho bài đọc này. Theo các con thì bài đọc này được chia ra làm mấy đoạn nhỉ? Nào, các con đã có câu trả lời chưa? À, rất là chính xác. Bài tập đọc này chúng mình sẽ chia ra làm hai đoạn, ứng với số thứ tự ở trong bài đọc. Đoạn 1 từ đầu đến ngày xuân thêm tưng bừng. Đoạn 2 là đoạn còn lại. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc bài theo đoạn, đồng thời kết hợp giải nghĩa các từ khó ở trong bài này nhé. Chúng mình sẽ cùng đọc đoạn 1. Các con đọc thật to và rõ ràng cùng cô nhé. Làm việc thật là vui. Quanh ta, mọi vật, mọi người đều làm việc. Cái đồng hồ tích tắc, báo phút, báo giờ. Con gà trống gáy vang, ò ó o, báo cho mọi người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy. Con tu hú kêu, tu hú, tu hú. Thế là sắp đến mùa vải chín. Chim bắt sâu bảo vệ mùa màng. Cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ. Ngày xuân thêm tưng bừng. Trong đoạn 1 này chúng mình thấy có từ nào mà chúng mình chưa hiểu nghĩa nhỉ? Nào, trong câu cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng, chúng mình có từ nào, thấy có từ nào mà chúng mình chưa hiểu nghĩa không? Ở đây cô thấy có từ sắc xuân. Theo các con thì từ sắc xuân có nghĩa là gì nhỉ? Nào, có bạn nào biết không? Sắc xuân có nghĩa là cảnh vật
màu sắc của mùa xuân đấy các con ạ. Từ tiếp theo đó chính là từ rực rỡ. Nào, bạn nào biết nghĩa của từ rực rỡ không? Rực rỡ có nghĩa là tươi sáng, nổi bật lên. Và còn một từ nữa, đó chính là từ tưng bừng. Tưng bừng có nghĩa là gì các con? Không khí rất là vui tươi đúng không? Tưng bừng có nghĩa là vui, lôi cuốn nhiều người. Vậy là chúng mình đã cùng nhau đọc đoạn 1 và giải nghĩa những từ khó ở đoạn 1 rồi. Chúng mình chuyển tiếp sang đoạn 2. Chúng mình lại cùng nhau đọc to và rõ ràng đoạn 2 nhé. Như mọi vật, mọi người, bé cũng làm việc, bé làm bài, bé đi học, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em, đỡ mẹ. Bé luôn luôn bận rộn mà lúc nào cũng vui. Trong đoạn này chúng mình thấy có từ nào mà chúng mình chưa hiểu nghĩa? Ở đây cô thấy có từ đỡ. Các con có hiểu từ đỡ có nghĩa là gì không? Đỡ chính là giúp đấy các con ạ. Em bé ở trong bài chơi với em, đỡ mẹ. Hay nói cách khác chính là chơi với em, giúp mẹ. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đọc lại một lần nữa bài đọc thật to và rõ ràng nhé các con. Và các con lưu ý là khi chúng mình đọc bài thì chúng mình hãy biết ngắt nghỉ ở những dấu phẩy, dấu chấm và theo nghĩa của câu. Chúng mình bắt đầu đọc. Làm việc thật là vui, quanh ta mọi vật, mọi người đều làm việc. Cái đồng hồ tích tắc, báo phút, báo giờ. Con gà trống gáy vang, ò ó o, báo cho mọi người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy. Con tu hú kêu, tu hú, tu hú, thế là sắp đến mùa vải chín. Chim bắt sâu, bảo vệ mùa màng. Cành đào nở hoa, cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng. Như mọi vật, mọi người, bé cũng làm việc, bé làm bài, bé đi học, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em, đỡ mẹ. Bé luôn luôn bận rộn mà lúc nào cũng vui. Theo Tô Hoài. Vậy là vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau đọc bài tập đọc Làm việc thật là vui. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung của bài đọc này nhé. Để hiểu được nội dung của bài đọc thì chúng mình sẽ đọc câu hỏi đầu tiên và trả lời câu hỏi này. Câu 1. Mỗi vật, con vật được nói trong bài làm việc gì? 1. Mỗi vật, con vật được nói trong bài đọc làm việc gì? Để trả lời được câu hỏi này thì chúng mình sẽ cùng nhau đọc lại đoạn 1. Và ở trong đoạn này thì chúng mình hãy khi mà đọc chúng mình sẽ tìm ra những vật và các con vật ở trong bài. Kèm theo đó chính là những việc làm của chúng nhé. Chúng mình bắt đầu đọc lại nào. Quanh ta mọi vật, mọi người đều làm việc. Cái đồng hồ tích tắc, báo phút, báo giờ. Trong hai câu cô vừa đọc, chúng mình đã tìm ra từ nào là từ chỉ vật. Nào các bạn đã tìm ra chưa nhỉ? À, từ chỉ vật ở đây chính là từ cái đồng hồ. Các con trả lời rất là chính xác. Vậy cái đồng hồ thì làm việc gì các con? À,
Cái đồng hồ là để báo phút, báo giờ. Chúng mình đọc tiếp nhé. Con gà trống gáy vang, ò ó o, báo cho mọi người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy. Nào, ở trong câu cô vừa đọc, chúng mình đã tìm ra được con vật gì? À, rất dễ đúng không? Đó chính là con gà trống. Con gà trống làm việc gì các con nhỉ? Ở đây chúng mình thấy là con gà trống gáy vang để báo cho mọi người biết là trời sắp sáng. Mình đọc câu tiếp theo. Con tu hú kêu, tu hú, tu hú, thế là sắp đến mùa vải chín. Nào, trong câu này có con vật gì nhỉ? Đúng rồi, đấy chính là con tu hú. Và con tu hú thì làm việc gì? Đúng rồi, con tu hú thì báo hiệu là sắp đến mùa vải chín. Câu tiếp theo. Chim bắt sâu bảo vệ mùa màng. Ở đây có con chim. Chim thì bắt sâu bảo vệ mùa màng. Chúng mình đọc câu cuối cùng. Cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng. Trong câu này chúng mình thấy có vật gì các con? Đó chính là cành đào. Cành đào thì làm cho mùa xuân thêm tươi đẹp hơn. Nào, bây giờ chúng mình hãy cùng kiểm tra lại đáp án một lần nữa nhé. Ở trong bài đọc chúng mình thấy là mỗi vật và con vật thì đều có những việc làm khác nhau. Cái đồng hồ thì báo phút, báo giờ. Con gà trống gáy vang báo cho mọi người biết trời sắp sáng. Con tu hú kêu báo hiệu sắp đến mùa vải chín. Con chim bắt sâu bảo vệ mùa màng. Và cành đào thì nở hoa cho mùa xuân thêm tươi đẹp. Vậy là cô trò chúng mình đã vừa trả lời xong câu hỏi đầu tiên rồi đấy. Chúng mình tiếp tục chuyển sang câu hỏi thứ hai. Câu 2. Bé bận rộn như thế nào? Để trả lời được câu hỏi bé bận rộn như thế nào, chúng mình hãy cùng nhau đọc đoạn 2 của bài và trả lời câu hỏi này nhé. Như mọi vật, mọi người, bé cũng làm việc. Bé làm bài, bé đi học, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em, đỡ mẹ. Bé luôn luôn bận rộn mà lúc nào cũng vui. Sau khi đọc xong thì chúng mình đã trả lời được câu hỏi bé bận rộn như thế nào chưa? À, để biết là bé bận rộn như thế nào thì chúng mình hãy xem trong bài là bé đã làm những việc gì. Các con thấy chưa nhỉ? Đúng rồi đấy. Bé thì làm bài, bé đi học, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em, đỡ mẹ. Em bé trong bài làm rất là nhiều việc nên em bé rất là bận rộn đúng không các con? Chúng mình chuyển tiếp sang câu số 3. Vì sao bé bận rộn mà lúc nào cũng vui? Chọn ý em thích. A. Vì bé làm việc có ích. B. Vì bé yêu những việc mình làm. C. Vì bé được làm việc như mọi vật, mọi người. Trong câu số 3 này thì tất cả những ý này đều chính xác. Tuy nhiên là nếu bạn nào thích ý nào hơn thì chúng mình sẽ khoanh tròn vào trước ý đó nhé. Cô ví dụ như là cô thích bé bận rộn mà lúc nào cũng vui vì bé làm việc có ích thì cô sẽ khoanh vào ý A. Các con ơi, ở nhà các con thường làm gì giúp bố mẹ nhỉ? Chúng mình có giống em bé ở trong bài là chúng mình học bài này, đi học, quét nhà, nhặt rau, rồi chơi với em không?
À, cô tin chắc rằng là chúng mình đã lên lớp 2 thì chúng mình đều rất là ngoan ngoãn và chăm chỉ giống như em bé ở trong bài đọc. Và khi mà chúng mình làm việc có ích thì chúng mình cảm thấy rất là vui vẻ đúng không các con? Qua bài đọc ngày hôm nay thì chúng mình thấy là mọi vật, mọi người ở xung quanh chúng mình đều làm việc. Và mỗi người, mỗi vật hay mỗi con vật đều có những lợi ích riêng. Và khi làm việc thì chúng mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì chúng mình được làm những việc có ích. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần cuối cùng của tiết học này, đó là phần luyện tập. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đọc bài tập 1 nhé. 1. Tưởng tượng mỗi từ ngữ dưới đây là một hành khách. Hãy sắp xếp hành khách vào toa tàu phù hợp. Chúng mình cùng nhau đọc tiếp này. Em, đồng hồ, gà, tu hú, hoa, nhà, ngày, giờ, rau, trời, hoa đào, chim, sâu, quả vải, phút, mẹ. Và ở đoàn tàu này thì có 4 toa tàu. Toa chở người, chở vật, con vật và thời gian. Bây giờ, nhiệm vụ của các con là sẽ tưởng tượng những từ ngữ ở đây, mỗi từ ngữ là một hành khách và chúng mình sẽ sắp xếp những hành khách vào những toa tàu phù hợp. Và ở đây thì cô đã làm sẵn bảng như thế này thì chúng mình sẽ cùng nhau kẻ bảng này vào trong vở ô ly. Chúng mình sẽ sắp xếp những từ ngữ ở đây vào 4 cột phù hợp, đó là cột chỉ người, chỉ vật, con vật và thời gian. Bây giờ cô sẽ làm mẫu cho các con một số từ nhé. Đầu tiên là từ em. Em là từ ngữ chỉ người, chỉ vật, con vật hay là thời gian hả các con? Nào, theo các con em là từ ngữ chỉ gì nhở? Người, vật, con vật hay thời gian? À, các con trả lời rất là chính xác. Em là từ chỉ người. Tiếp theo là từ đồng hồ. Nào, đồng hồ là từ chỉ người, chỉ vật, con vật hay là thời gian? Đúng rồi đấy, đồng hồ chính là từ chỉ vật. Tiếp theo là từ gà. Gà có phải là từ chỉ người không các con? À, chắc chắn là không phải đúng không? Thế gà có phải là vật không nhỉ? À, cũng không phải. Thế gà có phải là từ chỉ con vật không? À, đúng rồi, gà chính là con vật. Thì mình sẽ xếp từ gà vào ô con vật. Tiếp theo là từ tu hú. Tu hú. Ở đây chính là con tu hú mà chúng ta vừa đọc ở bài đọc rồi đấy. Con tu hú là từ chỉ gì? À, chúng mình biết ngay đó chính là từ chỉ con vật. Thì chúng mình sẽ viết từ tu hú vào ô chỉ con vật. Cô đã vừa hướng dẫn các con làm mẫu một vài ý đầu tiên. Bây giờ chúng mình hãy càng cùng hãy làm tương tự. Và bây giờ chúng mình sẽ hãy ấn dừng video lại. Khi nào chúng mình làm xong bài tập thì hãy ấn phần tiếp tục nhé. Nào, các con đã làm xong bài tập chưa? Bây giờ cô và các con sẽ cùng kiểm tra lại một lần nữa đáp án của bài tập 1 nhé. Chúng mình cùng nhau xem tiếp. Là từ hoa chính là từ chỉ vật, từ nhà là từ chỉ vật, tiếp theo
Từ ngày thì sao? Ngày ở đây chính là... Từ chỉ gì? Có phải chỉ người không các con? Không. Có phải chỉ vật không? Không. Tiếp nào. Từ chỉ con vật đúng không? À, cũng không. Vậy thì nó là chỉ từ chỉ thời gian. Tiếp theo, giờ. Giờ cũng chính là từ chỉ thời gian. Rau chính là từ chỉ vật. Trời thì sao các con nhỉ? À, trời cũng là từ chỉ vật. Tiếp theo, hoa đào. Hoa đào cũng là từ chỉ vật. Chim. Chim chính là từ chỉ con vật. Sâu. Sâu là từ chỉ con vật. Quả vải. Quả vải là từ chỉ vật. Phút là từ chỉ thời gian. Mẹ là từ chỉ người. Nào, bây giờ chúng mình thấy là ở ô chỉ người thì có các từ ngữ là em, mẹ. Ở ô chỉ vật thì có các từ đồng hồ, hoa, nhà, rau, trời, hoa đào, quả vải. Ở ô chỉ con vật thì có từ gà, tu hú, chim, sâu. Ở ô chỉ thời gian có ngày, giờ, phút. Nào các con hãy so sánh lại câu trả lời của mình và đáp án của cô. Nếu mà có phần nào chưa đúng thì chúng mình sẽ sửa lại nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục chuyển sang phần câu hỏi, phần luyện tập bài số 2. Chúng mình cùng nhau đọc đề bài. Câu 2. Tìm thêm các từ ngữ ở ngoài bài đọc. A. Chỉ người. B. Chỉ vật. C. Chỉ con vật. D. Chỉ thời gian. À, bài này thì chúng mình sẽ làm vào vở ô ly cho cô. Chúng mình sẽ mang vở ô ly ra và chúng mình sẽ viết các từ chỉ người, chỉ vật, con vật và thời gian vào vở ô ly nhé. Khi nào mà chúng mình làm hoàn thành xong bài tập thì chúng mình sẽ ấn nút tiếp tục video để cô trò chúng mình sẽ cùng so sánh đáp án với nhau. Các con đã làm xong bài tập rồi đúng không? Bây giờ cô trò chúng mình cùng xem các từ chỉ người gồm có từ gì nhé. Ở đây các từ chỉ người thì rất là đơn giản. Chúng mình chỉ cần gọi tên những người ở xung quanh chúng mình, ở trong gia đình này hay là ở trường, đúng không? Ở đây cô có các những từ chỉ người là từ ông, bà, bố, mẹ, anh, chị. Hoặc có thể có các từ khác như là cậu, chú, mợ, bác. Rồi khi mà ở trường thì chúng mình thấy có thầy giáo, cô giáo và học sinh. Ngoài ra có rất là nhiều các từ khác nữa mà chúng ta có thể tìm thấy ở bên ngoài bài học này. Tiếp theo là những từ chỉ vật. À, từ chỉ vật này thì có rất là nhiều vật, đồ vật ở xung quanh chúng mình. Và những đồ vật quen thuộc nhất đó chính là gì các con? Đó chính là những đồ dùng học tập của các con, đúng không? Thì các con xem là đồ dùng học tập của các con thì gồm có những vật gì? Ở đây cô có quyển sách, quyển vở, bút chì, thước kẻ. Ngoài ra thì chúng mình cũng có thể tìm thêm những vật ở nhà của chúng mình như là tivi, quạt, tủ lạnh và còn rất nhiều từ khác nữa. Tiếp theo, các từ ngữ chỉ con vật. Có rất nhiều con vật và ở đây cô có một số từ như trâu, bò, chó, mèo. Ngoài ra thì chúng mình thấy là ở dưới nước thường có những con gì nhỉ?
Nào, ở dưới nước thì có con tôm, con cua, con cá. Đó, và rất nhiều từ nữa. Tiếp theo là các con vật ở trong rừng thì có con hổ, báo, hươu, nai, đúng không? Ở trong cuộc sống của chúng mình thì có rất là nhiều con vật. Tiếp theo, cuối cùng là từ chỉ thời gian. Ngoài những từ ngữ chỉ thời gian ở trong bài thì ở đây cô có thêm các từ sau: giây, tháng, năm, buổi sáng, buổi trưa hay là buổi tối, và các từ chỉ mùa nữa. Nào các con hãy so sánh bài làm của mình và phần đáp án của cô. Nếu bạn nào có những câu trả lời khác với của cô thì chúng mình có thể bình luận ở phía bên dưới video để cô được biết nhé. Trong buổi học ngày hôm nay thì chúng mình đã cùng nhau đọc bài và tìm hiểu nội dung bài đọc Làm việc thật là vui. Ở nhà thì các con hãy đọc lại bài tập đọc này và trả lời lại một lần nữa những câu hỏi ở trong sách giáo khoa cho bạn bè và người thân nghe nhé. Và các con có thể tìm thêm một những từ ngữ khác ngoài những từ ngữ chỉ người, chỉ vật, chỉ con vật, chỉ thời gian mà cô đã nêu ở đây. Tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Bố mẹ và các con đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những video bài giảng mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bố mẹ và các con trong những video bài giảng tiếp theo. Tạm biệt!